Xin chào mọi người. Hôm nay Vương giới thiệu lô đất 2,8 hecta sổ đỏ đủ, đất đỏ Ba Gian với giá là rất rẻ mọi người. Thuộc xã Đắc Hòa, huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông. Trên đất thì mình thấy đấy, mới đây trồng bắp này, đây là đậu. Bắp, đậu, kia là hành, bơ và khoai. Nói chung là đất đỏ Ba Gian thì mình sẽ trồng được nhiều loại hoa màu mọi người. Đất thì tương đối bằng thoải nhé, có độ dốc nhẹ thôi. Nói chung là phần dưới này là trồng hoa màu, phía trên thì mình thấy là ngày xưa là hình như trồng tiêu hay trồng gì đó. Hiện tại bây giờ là đất trống cỏ thôi. Khoảng tầm có nửa diện tích này đang khai thác, còn nửa diện tích thì tiêu người ta bỏ đi rồi. Đây mọi người nhìn nè, đất đỏ Ba Gian không có đá. Trên lô đất thì có một cái nhà gỗ nhỏ. Nói chung những cái dây mọi người đang trồng phía trước nhà đấy, trước kia là người ta trồng hoa màu đấy mọi người. Còn cái chỗ mà mái bỏ ra rồi, nó là chắc có lẽ là chuồng trại. Trên đất thì xe con vô tận nơi nhé, có cái cổng để vô đất này. Cổng này mình đóng lại thì không ai vào đất nhà mình được. Đây, xe con vô tận nơi, 2,8 hecta sổ đỏ đủ. Nhìn ở đất thì mình có thể nhìn ra một khu dân kinh, khu dân cư cách đó rất gần. Nhưng mà thực tế đấy, theo đường mà để mình ra được khu dân cư đó khoảng tầm là 2 cây số mọi người. Tại vì giống như là đi đường vòng, còn nếu mọi người đi tắt qua thì đi bộ qua thì gần thôi, chỉ có mấy trăm mét thôi. Mọi người nhìn hình lô đất nhé, đất đỏ Ba Gian 2,8 hecta sổ đủ, xe con vô tận nơi. Đất thì nói chung là thoải, có độ dốc nhẹ. Thuộc xã Đắc Hòa, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Giá thì Vương sẽ để trong cái phần tiêu đề và phần mô tả. Mọi người xem video nhớ nhấn đăng ký kênh ủng hộ Vương. Vương xin cảm ơn mọi người. Video còn rất dài, mọi người tiếp tục theo dõi video nhé. Tí nữa về sau Vương sẽ quay cận cảnh ở dưới đất, cây cối người ta trồng hoa màu đấy mọi người. Đậu này, bơ, hành lá, khoai, bắp, để cho mọi người xem chi tiết. Từ đây mà mọi người về trung tâm thị trấn Đắc Min ấy khoảng tầm 10 cây số. Còn về đến Đức An, trung tâm hành chính huyện Đắk Song khoảng tầm 10 20 cây á. Mình không chắc cái diện tích này, đây là lần đầu tiên mình đến gần Đắk Min để mình quay lô đất này. Đất phía trên này ngày xưa cũng trồng hoa màu nhưng bây giờ thì người ta bỏ trống cỏ rồi. Người ta chỉ trồng khúc dưới thôi. Mọi người tiếp tục xem video nhé. Video còn rất dài, Vương sẽ quay ở trên này và tí Vương sẽ quay ở phần dưới người ta đang trồng hoa màu. Vương chỉ biết nói tới đây thôi, Vương không biết nói thêm gì nữa. Xin chào và cảm ơn mọi người.